Hello, xin chào chào anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing nhá. Hôm nay anh em ta đến vị trí này câu, gặp một bác đang câu đây. Đánh rất nhiều lăng C luôn, 1, 2, 3, 4, 5 cái. Chưa được con gì anh em ạ. Chỗ này cây cối giờ nó gãy nhiều quá, giờ anh em ta phi sâu bên trong kia câu nhá. Đi qua cái dạng này, không biết có vào không. Bác vừa bảo trong kia cây cối nó chặn, khó đi lắm. Đấy, bác câu từ mấy giờ bác? Từ 6 rưỡi cả. Này gió to này không nhắc được con nào. Ngày xưa cây cối nó không gãy về đâu, mà đợt này nó vừa bão cây gãy hết. Mình bắt nuôi mấy cái đống này ra mới đi được. Không biết có đi sâu vào trong bên trong kia không. Đây là cái mít này. Mít gãy các bạn ạ. Đấy. Ui. Rồi, ok. Cái này ông không cắm chuông nó cắn thì sao mà biết. Úi giời. Không nhìn thấy đường mà đi các bác ạ. Cái nãy mà gặp con rắn ở giữa đường nó quằn này, nó đập cho phá này đúng là ăn cứt. À, cái cối nó gãy đổ nhiều lắm. Úi giời. Úi giời. Úi giời, úi giời. Này khả năng phải đánh ở đây thôi các bác ạ, không đi sâu vào trong kia được đâu. Trời ơi. Đây khả năng anh em ta đánh ở cái góc này các bác nhé. Thì là ở chỗ này nhiều bác bảo là đánh năng C thì cũng chỉ đánh gần thôi, đánh xa cá nó khoan mấy đâu. Đấy em sẽ đánh chéo. Đây, khả năng đánh chéo đây và lục. Chỉ là gác cái cần lục ở cái đoạn này được thì đẹp này. Mà gió to quá. Xem chỗ này xem nào. Đây không thì gác cái cần lục xuống cái góc này cũng được. Đấy, anh em ta ném năng C đã. Hôm nay ở đây gió to kinh khủng anh em ạ. Gió to sợ thật đấy. Đánh mấy năng C nhỉ? Hôm nay anh em ta đánh 2, 4, 5, chắc 6 cái đi. Hình như em mang đúng 6 cái thì phải. 6 cây năng C. Trời nắng này cũng chưa lên được ô. Bởi vì là gió to quá nên là sợ thổi bay mất. Chưa dám cắm ô. Nay em đánh bằng mồi xanh đỏ. Mồi này là mồi nhạy nhất trong tất cả các loại mồi gạch. Nhạy nhất trong tất cả các loại mồi mà em đã từng câu. Và lâu tan nhất, thơm nhất. Anh em cứ vào được cây nào là ném luôn nhé. Xuống được cây nào là em ném luôn cho nó nhanh. Đánh chéo hết về phía mạng đằng này đi. Bay cao nào. Gió to quá. To quá anh em ơi. Gió thổi chung hết cả đây. Anh em ta ném cần xong rồi thì gắn chuông. Mà trước khi gắn chuông thì thường là em sẽ giật một phát để cho cái chì nó sát vào cái lưỡi. Đây như thế này này. Đấy. rồi mới gắn chuông các bác ạ. Nhả máy nó vừa vừa thôi, không cần chết quá đâu. Này gió to dày trùng. Đánh thêm một cần hục gác ở cái ngọn cây chuối. Em đánh 63. Hôm nay em đi em quên cầm cái nụ đi anh em ạ. Có cái cánh này, không cầm cái gọng nụ. Cái này giờ chỉ bẻ cái cánh ra thì cắm được nụ vào. Có nụ thì có mang nhưng không mang cái gọng nụ. Thôi đánh tạm cánh đi. Ui nắng đấy. Đây đánh bản 15h coi nhé. Những con sông mà cá không to nó bình thường này anh em. 15h là quá tải này. 20h thì kinh khủng quá. Không biết nước ở đây nó sâu. Ui gió này đánh cái gì. Ôi ô, đẹp luôn anh em, lần đầu tiên em thả quả cần gái nó ngon luôn kìa. Quá đẹp. Đúng vị trí luôn. Ô ok. À, còn cái lá ở đây nữa. Rồi. Này dễ ngắm phao. Vẫn là bài mồi huyền thoại ủ chua và cám 40 độ thôi. Nói chung là mồi này thì anh em đánh tự nhiên nó là bao nhạy rồi. Còn nên được cá hay không thì nó lại phụ thuộc vào yếu tố thời tiết này. Ngày con cá có đi ăn hay không này, mình câu đúng thời điểm không, có gặp được đàn hay không thôi. Đấy, nó chỉ có mấy yếu tố thôi các bạn ạ. Làm 3 cục. Ok. À, hôm nay thằng em là có cái giỏ mới các bác nhá, mới mua. Nhiều anh em cứ chê cái giỏ kia đều. Mới mua giỏ mới này, thả luôn xuống nước xem nó có may mắn các bác nhá. Thả trước luôn đấy. Đất cứng quá nhỉ. À. Một. Đấy, thả dọ trước xem có may mắn không nào. Đây rồi anh em ơi. Úi già. Ui rồi. Ui con cá mè con anh em ạ. Được con mè. Ui giời. Đây anh em thấy chưa? Đây, cái lưỡi ở bên em các bác này. Nhưng mà cái loại cá con thì các bác có thể thấy là đóng phát là xẻ nửa người luôn. Đấy, vừa em đóng một con chép em hóc đầu chết luôn. Lưỡi này thì nó cực kỳ bén anh em nhé. Phải nói các bác là siêu bén luôn đấy. Đánh thì rất là sướng, nhưng mà cá thì hay chết. Ôi trời. Đấy. Toác mất nửa người. Mà thôi cứ cho vào dọ đi lấy may. À đây. Đây. Em vừa đổi quả phao 20 này xong quả phao 12. Quả phao 12 nó có nụ cho nó đỡ bị gió thổi. Phao 20 quên cầm cái nụ đi. Gió to lắm. Ui, cứ cắn anh em mà. Cắn rồi. Cắn trùng dây anh em ạ. ra lỗi con này rồi giật. Đấy các bạn nhìn này, nó bổ ra phát trùng dây này, chắc là đóng rồi. Anh em cô căng dây giật phát nhá, lấy đóng luôn, móc vào cần kiềng. Mắc kiểu gì đấy? Ôi lại mắc vào cần lúp đấy. Cắm mè anh em ơi. Mắc ngay cần lúp kia. Được chú cá mè nó lại đảo ngay cần lúp. Ok. Con mè này nhỏ đấy các bác ạ. Ok anh em ơi, đang ra cần lục thì cái này dính luôn. Con này nhỏ bật hết. Mồi vẫn còn nguyên luôn, mới mất một chút em tận dụng ném tiếp. Nó chưa hết thì chưa tay. Cục nào mà nó hết nhiều quá thì anh em cũng có thể thay luôn được. Ok. Thằng này đang cắn này đấy, thằng này cắn anh em này. Đấy, nick. Cắn này. Tính luôn. Chạy đâu con sâu. Gì ơi. Ô lại chú cá mè nữa các bạn ạ. Cái mồi xanh này đánh nhạy mè phết này. Mè trắng tinh. Này các bác này, mè trắng tinh. Úi giời. Này. Đúng mè chưa anh em? Chóng phao luôn. Vào đây. Quyền cho cái giọ lùi xuống một chút ạ. Xuống lùi nó lại hoảng hết bây giờ. Mồi thì cũng mới mất một nửa. Cái mồi này là thơm nhất và đánh ok nhất đấy các bạn ạ. Ném luôn. Anh em có thể thấy là cái cần này độ cứng được cao, nó đi mồi thẳng tắp luôn. Có gì nó vảy một phát thẳng tắp luôn. Ôi chết, quay một cái chuông rồi. Ai xa. Ok. Ồ, cái cần to này có con đang giật này. Nó giật trùng dây này anh em này. Gió thổi trùng dây. Nó vừa giật phát mới còn nữa. Đấy rồi. Khả năng còn anh em ạ. Con. Hình như lại cá mè hay sao ấy. me anh em ạ. Rồi ăn hết mồi. Này, các bác ơi, lại cá me rồi, mẹ con. Đấy. Đúng mè luôn anh em nha. Con này thì nó được mấy đầu ngón tay thôi. Úi giời, máu chảy. Đấy. Cái mồi xanh này em đang để ở trên giỏ hàng của Shopee các bác. Mồi này đánh nhạy nhất đấy. Nó thơm hơn những cái mồi kia nhiều. Mà lại lâu tan nữa. Trời, khả năng tí mưa to. Gió to quá anh em ơi. Đây khả năng tí mưa to các bác ạ. Anh em ơi, khả năng sắp mưa to này các bác này. Này gió to kinh khủng luôn, trước giờ thì câu thấy gió khiếp này. Tá màn thật, khả năng mưa to luôn đấy. Bây giờ em cảm nhận nó có hơi nước này. Ấy, cần kia cắn anh em kìa. Nó vừa rung nó trùng dây này. Rung phát trùng dây các bác ạ. Đóng không? Đóng rồi. Có chuông đỡ kêu. Mưa nhanh. Con gì đây? Rô phi à? Ui cá chép. Mưa. Ôi. Đấy anh em ơi, được một chú cá chép này. Trời nó mưa quá rồi chạy vội vào trong này. Con này thì được mấy người? Chắc là 2 nạng. Còn được 2 nạng anh em ạ. Các bác thấy đánh không? Cái viên mồi vẫn còn nguyên luôn đấy. Đánh gỡ cho. Rồi. Ồ cái dọ nó lại rơi cái kia mất rồi. Đất nó sạt nở các bác ạ, hay nó tung lên đây. Ok. Câu được cá mà mồi nó còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn cần cứng nhá. Bỏ khiếp không? Úi anh em ơi, con khi cắn ế, cắn này. Con này giật này. Phang. Đấy đấy. Chắc là đóng rồi. Đóng không? Em nghĩ con này 90% đóng anh em. Dây vẫn nó giật này. Tháo cái chuông đã, cứ bình tĩnh. Bam phát vào mồm nó này. Bam. Đóng luôn. Con này chóng nhỏ không to. Kéo phát vào luôn. Lại mè. Lại chú mè anh em ơi. Mồi đánh nhạy mè quá. Này các bác nhìn này. Mè ranh, cái này là mè ranh. Còn mè chưa biết gọi mẹ. Bèm quả đi mấy chục mét. Ok. Đó. Mồi đánh mèo ok phết anh em ạ. Vào đây. Bây giờ lại tháo thay quả phao 20 và đánh các bạn. Gió giờ đổi chiều gió rồi, mấy thủy chiều đang lên các bạn này. Đấy, anh em vừa nhìn mừng nước nó không cá vậy đâu. Bây giờ đang lên thì đang cái phao này nó ngắn cứ căn đi căn lại nó mất thời gian lắm. Nước thì đang lên nhanh nên là em thay quả này vào luôn. Phao 12 thì nó có cái nụ chống sóng gió tốt nhưng mà giờ nước lên quá. Ấy cần kia cắn này, cắn vào anh em ơi. Thằng này nó giật. Đóng rồi. Ui giời con gì vậy? Ô trôi anh em ơi. Được một chú trôi này. Mồi đóng đủ thể loại. Anh em ơi, là đồng chú trôi nhỏ nhỏ xinh xinh. Nay chưa thấy đóng con nào to à, toàn đóng vào hàng nhỏ thôi. Hàng nhỏ nhỏ vào chuồng. Vào đây. Ok. Anh em có thấy sự lợi hại của mồi gạch chưa? Lên cá mà mồi nó vẫn ném lại được. Cái mồi này nó lâu tan lắm. Nói chung là đi câu cá thì anh em mình nó phụ thuộc vào may mắn nữa cơ. Hôm va hàng to thì phê. Hôm nào không may thì bắt hàng nhỏ. Rồi, anh em ta lém tiếp nào. Con này nó bổ quên đời này. Ủa, thằng này nó vừa kéo này. Thằng nó kéo trùng dây anh em này. Nó vừa giật thoát này. Chắc dính rồi. Dính rồi anh em ạ. Dính rồi. Dính rồi. Ui con gì đây? Con này to anh em ơi. Ui con này to. Ui khéo mắc cả lục, con này to đấy. Chép à. Ui. Đây đây. Ui cho to anh em này. Ui giời, ui giời. Ui đừng cho to. Anh em nhìn này. Ngon chưa? Đấy. Sài Loan mấy nữa, ăn nhiều nữa cẩu tốt. Wow, 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 wow. Anh em phê chưa, được con chép to này. Đấy. Con này chắc phải được đôi cân anh em ạ. Được đôi cân đấy. À không, con này chắc khoảng cân rưỡi. Nó giật nó kịch cái không này, nó trùng dây. Ngon luôn. Con này trong bụng trứng sao con này. Úi giời. Tuyệt vời, mặt trời quá. Wow. Ô, sake con dê. Mồi xanh đỏ các anh nhá, vẫn còn khá nhiều mồi ấy. Nhưng thôi em cứ bồi thêm một viên vào. Đẩy rồi anh em ơi, đẩy rồi anh em ơi. Ui dồi ôi, đồ to luôn. Cắn đất vừa vỡ vào vậy. Cẩu này anh bà này. Đấy. Anh em ơi, một con phi to này. Thế mà nó cắn vừa vào vẫn cứ nháy. Ok. Này to đấy. À, con này được khoảng gần cân các bạn, quá phê. Ok. Đấy. Tuyệt vời. Đã cái tay. Ok. Ôi giời, ôi giời. Chợt bắn lên trên kia được con trôi bé bé anh em ạ. Này các bác này, chú con đóng toác, còn con này chắc là oảng rồi. Này quá, nhìn đóng sợ chưa? Ở này nắm trôi bé thế nhỉ? Thôi đi. Không biết sống còn đấy chắc quảng này các bạn. Tắc người. Đẩy rồi anh em ơi. Úi giời. Đẩy rồi anh em ơi. Úi giời. Ô lại cá trôi nữa. Trôi nhá bạn, gặp đàn trôi con rồi. Này các bạn này. Úi giời. Đó là cá trôi nhỏ. Bắt vào đây. Nhà em có cái bể, mang về thả. Ở đây chắc là ao đầm nó ra các bạn. Ao đầm nó ra nhiều trôi côn. Trôi này trôi giống, chỉ ao đầm rồi nụt là nó ra nhiều. Giật cứ tưởng cá to đóng một đùi. Cá cũng phê phết anh em ạ. Trôi giống. Anh em ơi, cái cần ngoài cùng kìa, kìa. Đấy, đang trùng dây kìa, đấy, kéo kìa. Đấy, coi như giật đấy. Đấy. Dính không? Dính, dính. Úi rồi. Dính rồi. Dính rồi anh em ơi. Đóng rồi. À, con này khả năng to đấy anh em ạ. To đấy. Con gì đây? Ủa, nó chạy tận vào đây rồi. Con gì đây? Vào đây. Ra đây. Nó mắc vào mấy cây gì đấy. Con gì vậy? À không, con mè là to anh em ạ. Con mè là to anh em ạ. Đẹp luôn. Ăn mấy nữa đây. Mấy nữa thì cũng cẩu luôn. Mồi này nhạy mè quá anh em ơi. Đây các bác ơi, con này to đấy nhỉ. Mè thực ra là nó cũng này gọi là mè ranh thôi. Con này cũng thực ra cũng gọi là mè ranh thôi. Nhưng mà em câu được như này em thấy nó to rồi. Ngon. Gỡ ra nha. Dãy. Tuyệt vời các bác ơi. Vào dọ đây. Ý, đẹp luôn. Ném luôn, không phải thay mồi. Chua ngồi đắp đâu nhỉ? Okay. Bây giờ là 4:50 rồi anh em ơi. Chiều rồi, chiều muộn này đấy. Mùa này thì thời tiết nó tối rất là nhanh. Mặt trời đang cho xuống này. Chỗ này hôm nay em định phi sâu này kia mà không đi được anh em ạ. Nó cái này thì chắc là nó đổ ra. Trước là phi thẳng sâu bên trong được luôn. Mà được cái hôm nay đánh ở chỗ này thì cũng được đấy. Em đánh cái ổ lục đây nó rất nhiều các con nó vào đây anh em ạ. Toàn trượt đấy, toàn hụt đấy, toàn cá mương. Toàn cái loại này anh em này, nó vào phá ổ này. Toàn mương thôi. May mắn là hôm nay mấy cân năng xê này cũng nên là mấy con ok. Ổn áp, đầm con chép này. Em một con mè nhỡ này. Mẹ lục đầm con rô phi ngon. Thế là ổn rồi. Để em thử nhìn cái đống lục cá nào. Đây. Anh em nhìn view chỗ này đào quá đẹp luôn. Nhấc thử cái đống cá này. Chắc là nhiều cá đấy anh em ạ. Không phải ít đâu. Ô con chép nó mắc đây rồi đấy, khai trương cái dọ mới. Nhiều cá đấy anh em ạ. Ngon. Ui, anh em ơi, cần kia cắn kìa. Cắn nick thôi. Đấy, nick. Được chưa? Nick các bạn. Đúng rồi. Con này to anh em ơi. Con này to đấy. Ui, chạy tới đâu vậy rồi? Chạy đâu vậy? Ui, phải lấy cái vợt ra anh em ạ, ra răng kia. Úi ôi. Con gì vậy? Úi ôi. Con này cái to anh em ơi. Ủa khéo nó vào cái gốc cây mất. Con gì đấy? À chim. Ôi con chim đẹp anh em ơi. Ôi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Khỏe thế. Úi giời. Phê phê anh em ơi, cuối ngày rồi. Cuối ngày đóng được con chim, con này chắc là đôi cân. Ui, đóng mỗi 1,5 này. Kéo phê thế. Bò đau ở tay anh em ạ. Nó rít máy sạt. Ngon luôn. Chưa hết mồi. Anh em nhìn siêu phẩm chưa hết mồi luôn này. Đây anh em ơi, nhìn đẹp chưa? Có phải nhìn người ấy đẹp chưa? Có phải nhìn đã chưa? Thế này đã đủ phê chưa? Ui, phê quá à. Con này phải đôi cân đấy các bạn. Đôi cân hoặc trên đôi cân đấy. Bằng luôn cái mặt vợt, cái miệng rọ. Ok. Đấy anh em thu. Ui, ui, cân này lại cắn anh em ơi. Cân này lại cắn này. Đang đóng rồi. Đang thu cần kia. Dính không? Còn không? Còn anh em ơi. Con gì đây? Con gì đấy? À, cá mè anh em ạ. Kéo lật cả cần đi. Wow. Tầm chiều này cá nó cắn ác. Con ơi, lại thêm con mè nữa. Tầm chiều này cá nó, tầm chiều muộn này cá cắn ác các bác ạ. Em đang định thú cái cần kia vào. Thì cần này nó kéo bung lên. Đang định thú cần kia vào. Con mè này nói chung là cũng ok anh em ạ. Mồi này đánh hay thế. Ở đây em để ý là cứ cái tầm 4:30 đổ ra đến khoảng 6 giờ là cắn mạnh nhất. Thu đồ anh em ơi. Còn cá mương mắc xứ đây. Cá mương anh em ạ. Đấy, tùng rồi. Đây anh em này. Các bác thấy cái mồi gạch ấy, đánh nó rất là sướng và nhàn. Không bao giờ sợ no bị vỡ mồi. Coi nhìn em đập nó ngâm từ lúc 1 giờ mà bây giờ đến 5 giờ rồi, nó còn một nửa. Mà em đập không vỡ được, coi nhìn nhá. Ném nước đập không vỡ luôn. Ê mà sướng. Này. Nhìn nhá. Vẫn nguyên. Đấy, vào sau là anh em mình ném yên tâm, câu nó sướng. Thu đồ thôi, em múc ít nước xong rồi sẽ sụp cái bọn này cho nó sống hết, mang về thả bể anh em. Này nó nắm cây cối thế nhỉ. Nhà em có cái bể cá, có sụp. Ui. Rồi. Cắm quả sụp này là ok. Súng này nó chạy 12V này. À đâu, chạy cục sạc dự phòng này chắc chỉ có 5V anh em ơi. Cắm cái cục sạc dự phòng này chạy mang cá về cho sống. Đấy, ngon luôn. Cá hôm nay rất là nhiều các bác nhé. Em nhấc em đổ luôn vào nó ngạt mất. Cũng có một số con chết này. Xem nào, con nào chết vớt ra. Cái con chép này nó cứ mắc vào đây tại thật đấy. Nó có cái xương cá chép nó có cái gì nó cứ thính thính vào đây, cuốn không ra được. Rồi. Ủa, có đồ phi. À, vào đây. Ôi trời, rô phi. Ôi trời, tí mật. Đấy. Mè này các bác này. Chép này. Chép này ngon đấy. Này. Con này chết mất đi. Ngon nhất là con chim này các bạn nhé. À. Đấy, sụp sống rồi anh em ạ. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Em về đây. Rất nhiều anh em đã hỏi em đang đánh năng C bằng bộ cần gì mà ném nó độ cứng nó cao và bỏ mồi đi xa thế. Thì hôm nay xin giới thiệu với anh em là em đánh bằng loại cần này các bác ạ. Đây là cây 3m này. Ở đây cây 2m4. Cần này thì nói chung là độ cứng của nó rất là cao anh em nhé. Độ cứng rất là cao. Đó, bỏ mồi đi thì rất là sướng, và đặc biệt nó là các cái khay bát này các bạn này. Có thể di chuyển lên xuống được để phù hợp với những lúc mà anh em đánh mà nước nó lên nước xuống thì máy nó không bị chạm nước, thì anh em có thể đấy, di chuyển bát lên, di chuyển bát xuống. Rất là tiện. Xong rồi anh em lại khóa nó vào. Và chân con này nó lại là chân cắm anh em ạ. Đó, anh em tháo ra chỉ còn xoáy ngược cái này lại và cắm vào. Đó, thế là xong luôn anh em ạ. Tất cả các khuyên của nó đều bằng lốc không han gì. Độ cứng của cần rất là cao, và phôi của nó được làm bằng carbon 46T, carbon xoắn hết. Khuyên lốc. Đặc biệt là từ cần 3m đổ lên thì đã có khuyên gập. 3m đổ lên là có khuyên gập như cần lục luôn. Anh em chỉ cần bóp cái này vào. Đó, gập như khuyên lục. Khuyên của nó rất là đẹp, như hệt cần lục luôn anh em ạ. Là độ cứng của cần rất là cao nhé. Ngọn của nó là 3 ly. Nên là anh em có bỏ mồi nên thì cần gần như là không có hiện tượng bị rung hay là bị bẻ cần đâu anh em ạ. Bỏ phát là cần đi thẳng luôn. Rất là sướng. Và cái máy này đánh rất là sướng không nhá. Như máy em là máy 7000 phòng tua của nó rất là nhanh. Nên là anh em kéo rồi khỏe thôi rồi luôn. Rất là phê. Máy này máy giá rẻ anh em ạ, máy giá rẻ nhưng mà câu rất là bền một sướng. Em đánh con này thì hơn nửa năm nay rồi, quay rất là phê luôn. Và nó thể đảo tay được, nếu anh em này tháo ra đảo tay xong này được. Rất là đẹp. Còn dòng máy này thì nó cao cấp hơn một chút. Đó, dòng máy này nó cao cấp hơn một chút. Đánh thì cảm giác nó sẽ sướng hơn con kia một chút các bác ạ. Nhưng mà tiền nào của đấy mà các bác. Đúng không? Về độ sang xịn mịn và độ đẹp của cây cần này thì nói là nó tuyệt vời. Anh em nào nếu mà muốn chơi bộ năng C lâu dài thì nên đầu tư một cái cần xịn các bác ạ. Máy thì có thể thay, nhưng mà cần thì nên mua một cái cần xịn thì đánh sẽ bền, khỏe và đẹp. Đặc biệt là nó ra đồ rất là thuận tiện, rất là nhanh, dễ dàng. Đấy, các bác nào muốn sở hữu bộ cần này có thể liên hệ với em qua Zalo để trên màn hình nhá. Cần khuyên thì đọc bằng lốc với con này. Có nhìn khuyên toàn bằng lốc và bên trong là sứ. Nên là độ da dây của nó rất là mượt và rất là bền. Vì sự cái lốc này nó không bị han gì đâu anh em ạ. Rất là bền luôn. Đánh cứ vẩy mãi. Tuyệt phẩm đấy.